Và sau đây là bản tin cuối ngày cùng với ký giả Nguyễn Văn Khanh. Kim Dung và Hoàng My xin kính chào anh Khanh. Dạ vâng, và một lần nữa từ Washington, tôi là Nguyễn Văn Khanh cũng xin gửi lời chào đến hai bạn Kim Dung và Hoàng My, và không quên gửi lời chào đến quý vị khán thính giả của SBTN. Câu chuyện ở Washington bắt đầu từ lúc 11 giờ sáng ngày hôm nay. Chỉ một tiếng đồng hồ sau đó là kết quả đã có. Kết quả là ông Steve Scalise, là ứng cử viên cho chức chủ tịch Hạ viện, ông đã được các đồng viện chọn và ông là ứng cử viên sáng giá, thay hơn ông người về nhì, tức là ông Jim Jordan. Nhưng mà chỉ lúc 12 giờ thì cái tin đó được tung ra, và như vậy là chúng mọi người đều bảo là ô, như vậy thì coi công như là câu chuyện đã xong. Nhưng mà rất tiếc là khoảng đến 3 giờ đồng hồ thì lại có tin là Hạ viện Cộng hòa sẽ tạm thời đóng cửa. Lý do là bởi vì sao? Ông Scalise là người được các đồng viện ủng hộ, nhưng mà ông chỉ chiếm đa số, ông chỉ được có 113 phiếu, trong khi đó là ông cần tới 217 phiếu mới có thể đắc cử cái chức chủ tịch Hạ viện. Tức là nói tóm lại, ông là người thành công ở cái bước đầu, và cái bước kế tiếp là ông làm sao phải tìm được 104 phiếu nữa. Thưa với lại hai chị và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, Hạ viện Cộng hòa tạm thời đóng cửa. Và như vậy là bây giờ chúng ta cũng không rõ là ngày mai họ có mở cửa làm việc hay không. Bởi vì là khi mà họ mở cửa làm việc trở lại là họ phải thực hiện cái cuộc bầu cử để chọn tân chủ tịch Hạ viện. Và tôi phải nói thật với hai chị và thưa cùng với lại quý vị là tôi thấy rằng là Hạ viện Cộng hòa làm cái chuyện nó tốn thì giờ quá. Rồi họ làm những cái chuyện tôi nghĩ là sẽ có một lúc nào đó họ sẽ bảo với nhau rằng là chúng ta đã sai. Nên nhớ rằng là ngày 17 tháng 11 là ngày mà họ phải quyết định cái ngân sách của quốc gia. Và trong hai tuần lễ vừa rồi thì có lẽ là quý vị khán thính giả của SBTN cũng như là hai bạn Kim Nhung và Hoàng My cũng đều nhìn thấy họ bận rộn lo với cái chuyện đánh nhau nội bộ, và kết quả là chưa đạt được cái gì cả. Trong khi đó thì cái ngày 17 tháng 11 đã gần kề. Ít nhất là tôi thấy là trong hai tuần lễ vừa rồi không làm một việc gì. Trong khi đó ai có bảo là đất nước có rất nhiều chuyện phải làm. Nước Mỹ có nhiều việc cần kíp phải làm, là chuyện chê ngân sách, rồi là chuyện chính phủ đóng cửa, rồi là chuyện cuộc chiến ở Iran đang cần chúng ta, và đặc biệt nhất là cái câu chuyện của Israel và Hamas. Rất tiếc là bây giờ chúng ta là phải chờ đợi. Chờ đợi cho đến bao giờ thì không ai biết được. Chỉ biết rằng là chưa chắc ngày mai Hạ viện Cộng hòa sẽ mở cửa làm việc. Đó là những gì mà tôi có thể ghi nhận được và để thưa cùng với lại quý vị khán thính giả để mở đầu cho câu chuyện ngày hôm nay. Và bây giờ xin phép được trở lại studio ở California với lại hai bạn Kim Nhung và Hoàng My. Vâng, cảm ơn anh. Và nói tới cuộc chiến giữa quân đội Israel và quân khủng bố Hamas, đây là một cái đề tài được cả thế giới nói tới. Như vậy thì cái tình hình cuộc chiến giữa quân đội Israel cũng như là quân khủng bố Hamas đã đi tới đâu rồi thưa anh? Tôi thấy rằng là cái cuộc chiến bây giờ nó bắt đầu là cái mức độ giao tranh mỗi một ngày nó mỗi một lớn hơn, mỗi một ngày nó mỗi một căng thẳng hơn. Cho đến ngày hôm nay, giờ phút này là chúng ta đã bước vào ngày thứ 6 của cuộc chiến. Và thưa cùng với lại chị Kim Nhung, thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, tôi cái tình hình nó mỗi một ngày nó một nguy kịch hơn. Thủ tướng Israel là ông Netanyahu, ông trong cái bài diễn văn ông đọc ngày hôm nay, bài ông nói chuyện với lại người dân, ông nói rằng là ông cam kết là sẽ tận tiêu diệt quân khủng bố Hamas, không còn một tên nào có thể sống được. Và đồng thời hiện nay thì là thưa cùng hai chị là ngoại trưởng Hoa Kỳ là ông Tony Blinken cũng đang có mặt ở tại Jerusalem. Ông có mặt tại Jerusalem để ông thảo luận với lại chính phủ của đồng minh xem những gì mà Washington có thể làm. Tôi cũng được nghe nói rằng là hai bên đang tính đến cái chuyện là sẽ lập một cái hành lang an toàn. Cái hành lang an toàn đó là để cho người dân Palestine họ có thể rời khỏi khu vực họ đang cư ngụ để sang tị nạn tạm thời ở bên Ai Cập. Tôi không biết rằng là cái chuyện hành lang đó là nó sẽ được giải quyết như thế nào, nhưng mà tôi thấy rõ ràng đó là cái vận chuyển không phải là dễ làm. Điểm thứ nhất là ai là người có thể được ra đi, và điểm thứ nhì ai là người được Ai Cập chấp nhận. Và bên cạnh đó thì còn rất nhiều chuyện. Cái cuộc chiến kéo dài mới có 5 ngày, hôm nay là ngày thứ 6 mà đã có hơn 2.200 người chết, trong đó có khoảng hơn 1.000 người là người Do Thái, phần còn lại là người Palestine. Cũng phải xin phép được sơ thêm ở đây là bên cạnh những câu chuyện, những con số đó thì chúng ta cũng đừng quên là có 150 người
không may bị quân Hamas bắt giữ làm con tin. Và cho đến giờ phút này thì chính phủ Do Thái nói rằng là có lẽ là những người này họ đang bị nhốt ở dưới hầm, và bởi vì là họ đã đi truy lùng ở nhiều nhiều địa điểm, họ nghi ngờ là có quân khủng bố, nhưng mà rốt cuộc sau thì bắn hạ được quân khủng bố nhưng vẫn không tìm được con tin. Tạm thời thì cái tình hình nó là như vậy. Cũng phải xin thưa thêm là chính phủ Do Thái đã thành lập một chính phủ liên minh để đối phó với lại cuộc chiến, và đồng thời bên cạnh đó thì họ có lập ra một chính phủ chiến tranh, là tức là chính phủ chuyên môn đặc trách về cái những chuyện liên quan đến chiến tranh, và để tìm cách giải quyết cái cuộc chiến tranh này càng sớm càng tốt, hay nói đúng hơn là kết thúc cuộc chiến tranh này càng sớm càng tốt. Đó là những điểm mà tôi ghi nhận được từ thủ đô Washington, thưa với lại chị Kim Nhung. Dạ vâng. Thưa chú nói chuyến bay đầu tiên của Hoa Kỳ chở vũ khí viện trợ cho Israel đã đáp ở phi trường Tel Aviv. Thì theo chú nghĩ liệu nước Mỹ có gửi quân tham gia cuộc chiến tranh này hay không ạ? Cho đến giờ này thì câu trả lời của tôi có lẽ là không. Nhưng mà tôi tin chắc chắn là vấn đề viện trợ quân sự thì sẽ tiếp tục. Và chính Tổng thống Hoa Kỳ, ông Joe Biden cũng đã lên tiếng yêu cầu. Ông nói rằng là Quốc hội phải tăng thêm viện trợ cho Israel. Tôi cũng còn nhớ là khi mà ra tranh cử thì ông Biden ông cam kết một điều, ông nói là nếu mà ông được người dân tín nhiệm trong cái vai trò tổng thống thì ông cam kết là ông sẽ không gửi quân đi tham chiến ở bất kỳ một chiến trường nào. Nên mà tôi nghĩ là có lẽ lúc đó là ông nói là những chiến trường chẳng hạn như là ở Âu Châu hay là ở chỗ nào khác, chứ còn cái trường hợp của Israel là đồng minh thân tín với nhất của Hoa Kỳ thì có thể là ông phải suy tính lại. Nhưng mà ít nhất cho đến giờ phút này thì tôi thấy là cái câu chuyện đó là câu trả lời là không, người ta chưa nghĩ đến vội đến cái chuyện đó. Nhưng mà biết đâu chừng trong một thời gian sắp đến, nếu mà cái cuộc chiến nó lan rộng thì biết đâu chừng có sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ chiến đấu bên cạnh quân đội Israel. Nếu điều đó xảy ra thì tôi cũng không ngạc nhiên, tôi với lại chị Hoàng My. Dạ vâng, thưa anh, trong những ngày tới thì chắc chắn là chính phủ Hoa Kỳ cũng sẽ tăng viện trợ cho Israel. Và như vậy thì điều này có ảnh hưởng đến cái mức viện trợ mà Hoa Kỳ đang dành cho Ukraine hay không thưa anh? Tôi thấy là đó là cái câu hỏi quá khó để mà cho tôi có thể trả lời. Tôi chỉ biết một điều là như thế này. Hiện tại bây giờ là mọi người, nếu mà chỉ xem ở trên đài truyền hình hoặc là xem đọc báo hay là nghe radio thấy là cái cuộc chiến mà người ta đang chú ý là cuộc chiến giữa Israel và quân khủng bố Hamas. Họ chú ý đến đó và người ta không nói nhiều đến cái cuộc chiến ở tại Ukraine nữa. Thành ra là bởi như vậy, tôi thấy cuộc chiến này đã bao trùm cái không khí của cuộc chiến bên kia. Do đó tôi nghĩ rằng là ông Biden thì ông lên tiếng, ông bảo rằng là quân đội quốc hội là có trách nhiệm là phải giúp bảo vệ Israel. Và ông cũng lên tiếng bảo là cái chuyện đương nhiên là ông sẽ xin thêm viện trợ cho Israel. Chưa thấy ông nghe nói ông nói gì về cái cuộc chiến ở tại Ukraine trong suốt ít nhất là trong 4 năm ngày vừa qua. Câu hỏi chị Kim Nhung đặt ra là như vậy nó có ảnh hưởng gì đến cái tiền viện trợ mà chúng ta đang dành cho Ukraine hay không? Tôi nghĩ rằng là có lẽ nếu mà hỏi ông Biden thì ông sẽ bảo là không. Nhưng mà tôi thú thật là tôi nghĩ là ít nhiều thì chắc chắn là phải có. Nó có nhưng mà nó ở cái mức độ như thế nào thì chưa ai có thể biết được. Tôi nghĩ là mình phải chờ đợi cho đến khi Quốc hội nhóm họp trở lại, khi mà Hạ viện có tân chủ tịch rồi bắt đầu làm việc thì chúng ta sẽ có được câu trả lời rõ ràng hơn là câu trả lời mà tôi có được ngày hôm nay với lại chị Kim Nhung. Dạ vâng. Thưa chú có nghe thêm tin gì về chuyện Iran tiếp tay cho bọn khủng bố Hamas tấn công Israel hay không ạ? Trước hết là phải để ý thấy như thế này, quân Hamas là được sự ủng hộ của Iran. Họ sự ủng hộ của Iran về mặt tài chính cũng như là về mặt kỹ thuật. Số lượng bom đạn hay là súng ống của họ là hầu như là do Iran nó cung cấp. Đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ nhì là Iran lên tiếng là ủng hộ cái việc làm của quân Hamas. Họ coi là cái chiến thắng, cái chuyện Hamas tấn công Do Thái là một cái thành quả lớn lao. Thành ra là bởi như vậy, đương nhiên là chắc chắn là phải có sự tiếp tay của Iran. Đó là cái điều mà người ta nhìn thấy. Tuy nhiên là khi mà được hỏi thì là các giới chức của Hoa Kỳ nói rằng là cái tin mà nói rằng là có Iran tiếp đứng đằng sau quân Hamas hiện tại bây giờ nó vẫn còn mù mờ lắm. Thành ra là bởi như vậy, chính phủ Hoa Kỳ chưa nói gì đến cái chuyện là cái sự hiện diện của Iran. Nhưng mà tôi được nghe nói là
Mới đây thì là ông Biden ông có quyết định là giải ngân số tiền 6 tỷ đô la mà chúng ta đã từng phong tỏa của Iran, đưa trao trả lại cho chính phủ Iran. Thì tối ngày hôm nay có tin nói rằng là ông Biden lại chính phủ lại quyết định là có vẻ như là lại giữ cái số tiền đó lại, không trao cho Iran nữa. Đó là những cái điểm mà tôi nghe được từ với lại chị Hoàng Minh. Thưa anh, có khi nào anh nghĩ là Israel cũng như là Hoa Kỳ sẽ mở cuộc tấn công và nhắm vào những điều trọng yếu của Iran hay không, thưa với anh? Tôi nghĩ là điều đó có thể xảy ra. Nhưng mà nếu bảo rằng là có cả Hoa Kỳ thì câu trả lời của tôi là tôi chưa vội vã nói rằng là có cả Hoa Kỳ. Tức là, nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái việc đầu tiên là máy bay của không lực của Israel có thể làm cái điều đó. Một mình họ có thể làm điều đó, không cần sự hỗ trợ của không lực Hoa Kỳ. Đó là cái điểm mà tôi nhìn thấy. Thật ra là bởi như vậy, tôi tin là sớm muộn gì thì Iran cũng sẽ là cái mục tiêu mà Israel nhắm tới. Còn cái chuyện là quân đội Hoa Kỳ có tham gia vào trong những cái cuộc oanh tạc đó không, thì câu trả lời của tôi là tôi nghĩ có lẽ là Hoa Kỳ sẽ không làm được đó. Nhưng mà đó chỉ là cái ý kiến riêng của tôi cho ngày hôm nay. Biết đâu chừng đến ngày mai, ngày mốt thì là cái tình hình nó sẽ đổi khác. Thưa với lại chị Kim Nhung. Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Vâng, xin cảm ơn chú Nguyễn Văn Khanh và hẹn gặp chú lại trong chương trình ngày mai. Thưa quý vị, đến đây thì chương trình Bản tin tối của đài truyền hình SBTN cũng xin được kết thúc. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Kính chúc quý vị có một buổi tối vui vẻ và an lành. Hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau. Xin kính chào quý vị.